Hùng Rô Kiêu Ngạo. Lâu ngày không được xuất binh, buồn chết, nhịn cả ngày cuối cùng được ra, mình chết, trăm triệu anh em cùng xông lên, chen nhau, chết. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự xử, uất ức, chết, bị bắn xuống đất, té, chết, bị bắn vô tường, đụng bể đầu, chết, bị giấy vệ sinh chùi, khô, chết. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, thúi, chết. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, đắc ý, chết. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, tức, chết. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, ghen tị, chết. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đường chạy lòng vòng, chóng mặt, chết. Thể lực yếu, trên đường bôn ba, mệt, chết. Tới được đích, không tìm được trứng, thất vọng, chết. Tới được đích, tìm được một trứng, mãn nguyện, chết. Tới được đích, tìm được hai trứng, sung sướng, chết. Được một trứng tiếp nhận, tự hào, chết. Được hai trứng tiếp nhận, uy phong, chết. Bị trứng từ chối, nhục nhã, chết. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà đè nhau, chết. Bao bị cột lại, ngộp, chết. Phát hiện bao bị thủng lỗ, vui mừng, chết. Giành giật sông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, đuối, chết. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình, nhưng lại đen thui như cục than, cười, chết. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, bể bụng, chết. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, tởm, chết. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch axit, phỏng, chết. Những anh em có trách nhiệm bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, lạnh, chết. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, chờ đợi, chết. Trừ một thằng duy nhất nên người, còn lại tất cả đều chết. À quên, rảnh rỗi quá, xem hết video này, xàm xí đú, chết.